Nè, đỉnh nó đưa cái đợt nãy đưa qua cái này nè. Tứ vô mà trái đẹp như nó cuốn to vậy á. Với xịt ba cái này. Hình này bà con nhìn trái nè. Cuốn to hết sức không? Hai trái kế bên. Cây này không bự không mà bốn mấy trái nè. Vàng đọt như vậy nè. Nè cho bà con coi vàng đọt nè. Hết sức cái dạng đọt cây nè, trái nè. Lột thử hai ba trái coi thử tự nhiên qua coi nè, cây bà lớn nè, bốn mấy trái nè. Rồi ra bà con bữa nay ra thăm vườn coi, đi chợ mới về ra thăm vườn. Mãn cầu nè, bao nửa tháng rồi, hơn nửa tháng rồi. Bữa nay mở trái ra coi thử nè, quay cho bà con coi coi vườn nhà mình nha. Đây, trái ra to, cuốn nó bự. Đây cái đọt nè, quá xịn đọt không. Cây này bị lớn mà 40 trái nè bà con. Hai cây hai trái kế bên nè. Nè, đỉnh nó đưa cái đợt nãy đưa qua cái này nè. Tứ vô mà trái đẹp như nó cuốn to vậy á. Với xịt ba cái này. Hình này bà con nhìn trái nè. Cuốn to hết sức không? Hai trái kế bên. Cây này không bự không mà bốn mấy trái nè. Vàng đọt như vậy nè. Nè cho bà con coi vàng đọt nè. Hết sức cái vàng đọt. Cây này trái nè. Lột thử hai ba trái coi thử tự nhiên qua coi. Cây bà lớn nè, bốn mấy trái nè. Rồi ra bà con. Nè đây rồi nè. Đỉnh nó đưa tới cái này vô mà cuốn mập với cái trái nó to, cái đọt nó ra phước phước luôn. Xịt thì đưa xịt cái này. À, chùm nuôi trái thầy đỉnh đó hổm mà mình chưa bao, mình quay một lần rồi, bữa nay bao mười mấy ngày mới dở ra coi lại thử đó. Mở ra mấy trái coi thử. Nào đẹp quá, cuốn to thôi là to.